Đâu chỉ đồng nghiệp showbiz, đến em gái Harry Won cũng chê Trấn Thành mập như heo khiến danh hài quá đau. Lời nhận xét vừa đấm vừa xoa của em gái Harry Won khiến Trấn Thành chỉ biết cảm thán anh đau quá. Những ngày qua, Trấn Thành và Harry có chuyến xuất ngoại tới Hàn Quốc hâm nóng tình yêu nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cầu hôn. Cặp vợ chồng ngôi sao dành thời gian vui chơi khám phá ẩm thực của xứ sở kim chi. Sau một tuần ăn uống, Harry Won mới đây đã thông báo tình hình mất kiểm soát cân nặng của hai vợ chồng, đăng tải khoảnh khắc cùng ông xã danh hài xuống phố, giọng ca gốc Hàn Quốc thất thanh, chết rồi, mập hết lên rồi. Lời than vãn về chỉ số cân nặng của Harry đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rã. Nghệ sĩ hài Lê Giang cho rằng vợ chồng Shinri tăng cân là do ăn nhiều. Tuy nhiên, bà xã Trấn Thành lại bác bỏ, chị Lê Giang ơi, sai ạ. Harry Won cũng vui vẻ trò chuyện khi được mọi người động viên cô vẫn xinh đẹp, còn Trấn Thành hơi mập chút xíu nhưng vẫn dễ thương. Khi câu chuyện béo gầy của Trấn Thành đang được bàn tán rôm rã, Julia Yu, em gái Harry Won cũng hùa vào tham gia. Thay vì động viên, em vợ thẳng thắn đưa ra lời nhận xét về vóc dáng của Trấn Thành. Anh rể tôi mập như bé heo, dễ thương ghê. Lời nhận xét vừa đấm vừa xoa của em gái Harry được bao nhiêu người bày tỏ sự thích thú. Được bà xã tát tên để nghe ý kiến từ người thân, Trấn Thành chỉ biết cảm thán, anh đau quá. Trấn Thành đau khi bị em gái Harry Won chê mập như heo. Thời gian qua, vóc dáng ngày càng phát tướng của Trấn Thành đang là chủ đề nóng được quan tâm. Từ một ngôi sao có thân hình gọn ghẽ, ông xã Harry thay đổi 180 độ, lộ bụng ngấn mỡ, thậm chí nam danh hài còn nhận mình là đuông dừa. Cách đây ít ngày, Trấn Thành lộ rõ thân hình dày mỡ khó chối cãi, dù liên tục khẳng định giảm cân thành công. Câu chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc ông xã Harry Won bị đàn em Ngô Kiến Huy tận tay dìm hàng. Những hình ảnh ghi lại hậu trường Rinnerman phiên bản Việt được Ngô Kiến Huy đăng tải đã tố giác nam danh hài tăng cân báo động. Nhìn bộ dạng ông xã Harry Won dùng hai bàn tay che những bộ phận ngoại cỡ mà dân mạng không thể nhịn được cười. Trước những lời cảnh báo về thân hình tăng cân mất kiểm soát, Trấn Thành từng khéo thanh minh, anh đã giảm cân thành công. Từ ngày chơi Rinnerman xong, đuông dừa hay khủng long gì thì cũng không mập nổi, nhờ vậy mà ốm được miếng này trời hay không bằng hên.